Tôi nghĩ rằng Elon Musk không phải người bình thường. Có lẽ Elon Musk là người của tương lai, xuyên không đến thời đại chúng ta, mang đến cho chúng ta những cái thành tựu, những cái sản phẩm, những điều kỳ diệu của tương lai. Khám phá hành trình phi thường của người đến từ tương lai qua cuốn tiểu sử Elon Musk, được chắp bút bởi bậc thầy viết tiểu sử Walton Isaacson, thực hiện trong vòng 2 năm. Không chỉ đơn thuần kể về cuộc đời của vị tỷ phú giàu có và thú vị nhất hành tinh, cuốn tiểu sử có trọn tinh hoa trong tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ mới thú vị nhất hiện nay như xe điện, thám hiểm không gian và trí tuệ nhân tạo. Các bạn muốn tìm thấy mình ở trong này, tìm thấy bóng hình của chính bản thân các bạn để các bạn làm startup, các bạn làm lãnh đạo, đọc cuốn này. Một cuộc đua kỳ lạ giữa các cường quốc. Thay vì giành giật ngôi vị bá chủ, các chính phủ cùng với các đơn vị nhà nước trực thuộc lại sẵn sàng nhường nhịn và chia sẻ sân chơi. Thậm chí họ còn không ngần ngại mở cửa, tạo điều kiện để chào mời các đơn vị tư nhân cùng lao vào giúp sức. Và chỉ cần có vậy, những năm đầu thế kỷ 21 đã chứng kiến sự đua nhau ra đời của các công ty, các tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực còn đang hết sức mới mẻ. Và từ đó, kiến tạo nên một cuộc ganh đua thầm lặng mà vô cùng khốc liệt giữa những cái đầu cao siêu của các cường quốc. Vậy thì trong cuộc cạnh tranh này, nước nào đang nắm giữ lợi thế? Các nước nói riêng và toàn nhân loại hiện nay còn những khó khăn nào cần phải vượt qua để thực sự khai thác được nguồn lợi từ ngành hàng không vũ trụ? Chào mừng đến với Battlecry Khám phá. Khi các chính phủ dần hụt hơi. Những năm đầu thế kỷ 21 chứng kiến một loạt các cuộc khủng hoảng của các cơ quan nhà nước và hàng không vũ trụ trên khắp thế giới, như cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA, cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, cục vũ trụ quốc gia Trung Quốc CNSA hay cơ quan vũ trụ châu Âu ESA. Ở thời điểm đó, các sứ mệnh đều chỉ do nhà nước tiến hành từ A tới Z, và hậu quả là chi phí bỏ ra sẽ cực kỳ cao. Các chương trình này thường dùng 100% tiền thuế của dân, nên có không ít trường hợp còn bị phản đối vì bị cho là mang tiền thuế của dân phí phạm cho những điều viển vông. Thế nhưng đáng lo ngại nhất là các vấn đề về chính trị. Không phải vô cớ mà cứ khi nào Triều Tiên, Iran phóng vệ tinh lên quỹ đạo là Mỹ hay Hàn Quốc lại phải nhảy dựng lên. Và bởi lẽ, những lo ngại về việc phóng vệ tinh do thám quân sự, thậm chí là những thử nghiệm vũ khí, khí tài mới vẫn luôn ẩn hiện trong đầu của Nhà Trắng, Nhà Xanh. Và đây cũng là nỗi lo của rất nhiều nước khi thấy các nước khác đạt được những tiến bộ công nghệ vũ trụ. Tại thời điểm này, cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ không còn là cuộc song đấu của riêng Nga và Mỹ. Lần lượt Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Iran cũng đã gia nhập vào đường đua này, tạo nên một cục diện quần ngư tranh thực ngày một khốc liệt hơn. Họ vừa muốn giành giật vị thế cường quốc khoa học công nghệ số 1 để tạo nên sức mạnh mềm trên nghị trường quốc tế. Mặt khác thì các nước này muốn núp sau cái bóng, đó là sứ mệnh phục vụ tương lai nhân loại, để tìm kiếm thêm những cơ hội vươn tầm bên ngoài vũ trụ bao la. Vừa hay khi này thì có sự xuất hiện của một thế hệ đại gia mới như Elon Musk, Jeff Bezos, v.v. cũng đang rất muốn tìm kiếm một kênh đầu tư để chút nguồn tiền vô tận của mình vào đó. Chinh phục vũ trụ hiện lên như là một mảnh đất hoàng mà họ cần phải khai phá bằng mọi giá. Các cơ quan nhà nước cần người san sẻ công việc, tìm kiếm thêm các ý tưởng mới. Giới tư nhân thì muốn có kênh đầu tư, dù mạo hiểm nhưng vẫn khá béo bở để chút tiền vào. Thế nhưng thâm hiểm nhất vẫn là các chính phủ. Mượn tay của giới tư nhân, cuộc chạy đua lên không gian sẽ được chuyển từ tay của các nhà nước sang các tập đoàn tư nhân. Từ đó thì không cần phải nhà nước ra mặt trực tiếp, dẫn tới căng thẳng lây lan từ chính trị như thời chiến tranh lạnh đã từng xảy ra. Và chỉ cần có vậy, cuộc chạy đua tư nhân hóa ngành hàng không vũ trụ đã bùng nổ ngay khi thế giới bước sang thế kỷ 21. Cuộc chiến vũ trụ khắc nghiệt. Phải khẳng định là trong cuộc chiến âm thầm mà vẫn cực kỳ khốc liệt này, Mỹ vẫn đang là nước dẫn đầu với khoảng từ hơn 100 tới gần 200 công ty lớn nhỏ, đơn cử như Blue Origin của CEO Amazon Jeff Bezos, với tôn chỉ vỏn vẹn trong hai câu: nếu bạn thực sự muốn bất cứ ai
cũng có thể du hành vào không gian. Bạn phải cải thiện độ an toàn và giảm chi phí. Đó là sứ mệnh của Blue Origin. Họ đang dần chứng minh được tầm vóc của mình với các sản phẩm chất lượng như tên lửa đẩy New Shepard, động cơ tên lửa họ BE, hay như Virgin Galactic của Richard Branson với tham vọng sánh ngang với Roscosmos của Nga trong hoạt động du lịch vũ trụ. Thế nhưng tất cả trong số này đều chưa thể bằng được SpaceX của tỷ phú Elon Musk. SpaceX hiện nay đang là tập đoàn hàng không vũ trụ tư nhân lớn nhất thế giới với tổng giá trị vốn hóa đạt 136 tỷ đô. SpaceX đã phát triển các tên lửa đẩy Falcon 9 và Falcon Heavy có thể tái sử dụng. Công ty cũng đã phát triển tàu vũ trụ Dragon và Crew Dragon được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 và siêu tên lửa Starship dự định phóng lên sao hỏa trong năm 2023. Để có được tầm vóc như ngày hôm nay, SpaceX và bản thân vị tỷ phú gốc Nam Phi Elon Musk đã phải trải qua một quá trình nằm gai nếm mật với đầy rẫy sự thất bại. 7 năm đầu, từ 2002 tới 2008, Musk đã phải lấy tiền lãi từ PayPal để cứu SpaceX. 3 lần thử nghiệm tên lửa đẩy Falcon 1 từ năm 2006 tới 2008 đều thất bại, tới nỗi đốt sạch kinh phí. Thế nhưng, đây cũng chính là lúc mà độ điên có học thức của Musk tỏa sáng khi vẫn quyết tâm gọi vốn và xin thêm cơ hội cho SpaceX. Và cuối cùng, lần phóng thử Falcon 1 thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2008 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước ngoặt lớn lao thay đổi vận mệnh của SpaceX. Rũ buồn đứng dậy, SpaceX đã chính thức sống sót để có thể cụ thể hóa được khát vọng vươn lên vũ trụ của mình. Ngày 21 tháng 12 năm 2015, sau loạt điệp khúc thử nghiệm, thất bại, khắc phục rồi lại thử nghiệm quen thuộc, SpaceX đã phóng một tên lửa vào không gian và hạ cánh nó trở về mặt đất trong trạng thái hoàn toàn nguyên vẹn. Và tiếp đến là thành công với dòng Falcon Heavy vào ngày 6 tháng 2 năm 2018. Vậy là giấc mơ chế tạo tên lửa tái sử dụng đã trở thành hiện thực. Elon Musk đã dõng dạc tuyên bố toàn bộ chi phí cho nhiệm vụ phóng tên lửa Falcon 9 vào không gian lên đến 61,2 triệu đô la Mỹ. Nhưng giờ đây, qua việc tái sử dụng tên lửa, con số này có thể giảm xuống chỉ còn 612.000 đô la Mỹ, thậm chí là có thể thấp hơn. Không dừng lại ở mảng tên lửa đẩy, SpaceX còn tập trung vào các dự án khổng lồ khác như hệ thống vệ tinh Internet thương mại toàn cầu Starlink, tàu vũ trụ Crew Dragon đưa người lên không gian và đều đã thu về những thành tựu đáng nể. Starlink dù vẫn còn bị phàn nàn về tốc độ đường truyền, thế nhưng cũng đã dần phủ sóng toàn cầu. Crew Dragon thì đã giúp Mỹ nở mày nở mặt sau khi 10 năm phải đi nhờ tàu của Nga. Ngày 31 tháng 5 năm 2020, họ đã tự đi bằng tàu của riêng mình để đưa hai phi hành gia Douglas Hurley và Robert Behnken lên trạm vũ trụ ISS để công tác ở hai chiều đi và về. Kể từ đó cho tới nay, SpaceX đã tổ chức được thêm 9 chuyến bay. Sự thành công của SpaceX và riêng vị tỷ phú đại tài Elon Musk giờ đây không thể bàn cãi. Ông và công ty của mình đã đường hoàng đi vào sử sách với vai trò là những người tiên phong trong lĩnh vực tư nhân hóa ngành hàng không vũ trụ. Dù đấu đá quyết liệt trong nước, nhưng các đại gia của Mỹ và NASA vẫn không quên ngó ra ngoài biển lớn trong tâm thế đề phòng. Bởi cũng không chịu kém cạnh, nhiều quốc gia, kể cả những nước có truyền thống trong ngành như Nga, Trung Quốc, Canada, hay mới chỉ ghi tên mình trong danh sách bước ra ngoài vũ trụ như Ấn Độ, cũng đã và đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc tư nhân hóa. Không chỉ đơn thuần là chạy theo trào lưu, các công ty tư nhân tại các nước đó đã thực sự nghiêm túc khi cho ra nhiều giải pháp công nghệ hay là các chương trình khoa học, kinh tế vũ trụ hữu ích. Thậm chí một số không nhỏ đã được hiện thực hóa. Đơn cử như tại Trung Quốc, nhìn vào tấm gương của SpaceX, kể từ năm 2015, nước này đã đưa ra hàng loạt các chương trình ưu đãi nhằm mở cửa cho tư nhân để tiến vào. Kết quả là trong 8 năm qua, một nhóm các công ty tên lửa tư nhân như LeSpace, iSpace và Galactic Energy đã xuất hiện, trong khi các công ty vệ tinh như Chang Kuang, Safe Little, SpaceT, Minospace, Galaxy Space đang dẫn đầu thị trường. Thành công cũng đang bắt đầu xuất hiện với Galactic Energy khi đã trở thành công ty đầu tiên thực hiện việc thương mại hóa các vụ phóng tên lửa cho đất nước xứ tỷ dân sau khi phóng tên lửa Ceres-1
I2 vào tháng 12 năm 2021, với quy mô toàn ngành dự kiến là vượt 2.400 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 334 tỷ đô vào năm 2024 và tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt hơn 22%, các công ty của Trung Quốc cũng chẳng ngần ngại khi bước ra biển lớn đối đầu với các công ty của Mỹ và trực tiếp là SpaceX. Họ có thể thách thức xứ sở cờ hòa bằng cách tấn công thẳng vào các lĩnh vực mà SpaceX đang tiên phong. Đơn cử, để đối đầu với Starlink, tập đoàn mạng vệ tinh Trung Quốc ra đời vào tháng 4 năm 2021 với tham vọng phóng tới 12.992 vệ tinh Internet lên quỹ đạo để tạo nên mạng lưới có mã là GVK. Theo kế hoạch, công ty này sẽ hoạt động độc lập với các cơ quan hàng không vũ trụ của nhà nước để thu hút thêm tư nhân tham dự. Thậm chí, họ còn vượt mặt SpaceX khi ngay trong tháng 12 vừa qua, công ty Landscape đã phóng thành công vệ tinh tên lửa Chukwi-2E3 chạy bằng khí metan và oxy hóa lỏng mà phía SpaceX vẫn đang chưa làm được. Và từ đó, mở ra thêm khả năng hạ chi phí của các chuyến bay vào vũ trụ. Chắc chắn, với tốc độ tăng trưởng, tuy đã không còn nóng như hồi 2015-2019, thế nhưng vẫn khá đều đặn và mạnh mẽ như đã nêu ở trên, các công ty của Trung Quốc vẫn sẽ có đủ sức lực để tiếp tục đối đầu với Mỹ trong cuộc đua dài hơi này. Lép vế hơn hai nước còn lại, Nga hiện nay vẫn đang chứng kiến một quá trình tư nhân hóa khá chậm chạp, khi các đơn vị tư nhân của họ mới chỉ đang dừng lại ở mức sắp sửa được các dự án ra ngoài đời sống. Hiện Nga đang có 5 công ty được dự đoán sẽ lọt top các công ty hàng không vũ trụ tư nhân mạnh nhất thế giới. Một khi dự án được triển khai thành công, họ bao gồm công ty du lịch Cosmocore, hãng hàng không vũ trụ S7 Space, hai đơn vị phóng vệ tinh cỡ nhỏ là Lin Industrial và Sputnik. Cái tên cuối cùng và cũng thú vị nhất là công ty quảng cáo vũ trụ Star Rocket. Vâng, nghe thì có vẻ là hài hước. Thế nhưng theo kế hoạch, hãng này có ý tưởng là phóng hàng trăm vệ tinh nhỏ quay quanh trái đất, sử dụng ánh sáng mặt trời để chiếu những quảng cáo khổng lồ lên bầu trời đêm. Chỉ với giá là 20.000 đô, các nhà tài trợ sẽ có được 8 giờ hiển thị quỹ đạo khi hệ thống được triển khai vào năm 2021. Dù vậy, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dường như ý tưởng này của họ đang bị dập tắt. Để tìm hiểu thêm về Elon Musk và SpaceX, cũng như cuộc chiến về hàng không vũ trụ, thì cuốn sách sau đây sẽ là một sự lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua. Nếu không có bóng đêm của quá khứ, chúng ta sẽ không có Elon Musk của hiện tại. Đây là những gì Walter Isaacson nói về Elon Musk trong 2 năm đồng hành cùng ông để viết cuốn tiểu sử Elon Musk. Cuốn sách này khai thác toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp của Elon Musk từ thời thơ ấu đặc biệt, hành trình khởi nghiệp phi thường cũng như sự phức tạp trong những tham vọng của ông. Tác phẩm này cũng là cuốn tiểu sử duy nhất được chính Elon Musk công khai xác nhận trên Twitter X và đạt được những giải thưởng danh giá như Best Book of 2023 by Amazon, Financial Times Best Business Book of 2023, Top 1 New York Times Bestseller. Khám phá ngay cuốn tiểu sử Elon Musk trong phần link mô tả hoặc comment của video này nhé. Cuộc đấu ngầm. Dù đang có được một số thành tựu nhất định, thế nhưng vũ trụ và những toan tính của các chính quyền vẫn là hai thứ gì đó quá cao siêu. Mặc dù cho đã được tạo cơ hội để phát huy tài năng, tư nhân hiện nay vẫn chưa thực sự có thể vượt qua nổi. Việc các tập đoàn tư nhân phát triển mạnh cũng đang mang tới những nguy cơ ngầm cho các chính phủ. Bởi một lý do đơn giản, những tiềm năng ngoài vũ trụ vẫn còn rất bí ẩn và vấn đề về an ninh quốc gia là thứ không thể xem nhẹ. Trong giai đoạn còn nồng ấm như hiện nay, các đơn vị tư nhân trong ngành đều có mô típ chung là do các tỷ phú top đầu thế giới thành lập và được nhà nước đỡ đầu. Tất cả những đơn hàng khổng lồ mà các đơn vị này tiếp nhận đều đến từ các cơ quan nhà nước. Các bãi phóng mà họ sử dụng vẫn phải xin thuê, thậm chí là xin mượn của NASA, CNSA hay Roscosmos. Thế nhưng, một khi có biến động xảy ra, chính phủ các nước này thay đổi thái độ, thì các công ty này sẽ sống ra sao? Còn về xa hơn, việc bị phụ thuộc vào nhà nước về lâu về dài chắc chắn sẽ trở thành xiềng xích khiến các tham vọng vươn mình về sau này sẽ bị kìm hãm. Các chính phủ thì cũng chẳng che giấu ý đồ. Một mặt thì vẫn muốn san sẻ việc cho tư nhân, một mặt thì vẫn muốn giữ lấy quyền lãnh đạo tuyệt đối trong lĩnh vực này bởi nỗi lo bị thao túng vẫn còn dai dẳng. Tấm gương từ Facebook, Microsoft
hay các chaebol của Hàn Quốc vẫn khiến chính phủ e ngại tìm hướng vừa dung dưỡng, thế nhưng cũng vừa kìm hãm các tập đoàn này. Điều này thực tế đã xảy ra với trường hợp của Elon Musk. Với quyền lực ngầm to lớn, với SpaceX là một thành phần cấu thành, Musk đã có nhiều phát ngôn gây sốc hoặc hành động khiến cả nền kinh tế, thậm chí là chính trị gia thế giới, nhiều fan chao đảo. Không ít lần, ông và chính phủ Mỹ đã gây chiến tới mức phải lôi nhau ra tòa. Bản tính ngang tàng, giỏi thao túng, không ít lần khiến người ta nghĩ tới viễn cảnh Elon Musk đang có tham vọng trở thành một nguyên thủ quốc gia. Có người thì còn không ngần ngại nghĩ ra viễn cảnh ông muốn biến SpaceX trở thành một cỗ máy thám hiểm vũ trụ để giúp tìm ra một hành tinh mới, rồi làm chúa một cõi ở đó. Thế nhưng, ngay bản thân việc tìm cách giữ lấy quyền lãnh đạo, kìm hãm về lâu về dài các tập đoàn vũ trụ tư nhân cũng đang khiến nhà nước phải tranh cãi dữ dội vì bị mâu thuẫn đường lối với nhau. Đơn cử ở đây có thể kể tới các vấn đề về khai thác tài nguyên khoáng sản trong vũ trụ. Hiện thế giới đang bị phân cực làm hai. Một vấn đề dễ thấy nhất đó là việc mà các nhà khai thác tư nhân liệu có thể tự do khai thác các tài nguyên mà họ tìm được trong không gian hay không. Các chính phủ thì vẫn cho rằng tài nguyên trong không gian là tài sản chung của toàn nhân loại và không có bất cứ ai được quyền tự ý khai thác. Và đây chính là lý do mà chính phủ các nước đang khá lo ngại các tập đoàn tư nhân phát triển mạnh và tự ý có những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Chưa kể, việc không thể nắm chặt được những tập đoàn tư nhân còn tạo ra nguy cơ nguy hại tới an ninh quốc gia. Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, Elon Musk đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó với hai kẻ thù của Hoa Kỳ là Trung Quốc hay Nga, sử dụng những vệ tinh do thám cung cấp những thông tin có lợi cho hai nước trên. Hay ngược lại, những tập đoàn tư nhân của hai nước này hợp tác với các công ty hoặc là chính phủ Hoa Kỳ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và chính vì vậy, dù vẫn được hỗ trợ, nhưng đây vẫn sẽ là một vấn đề đau đầu, thậm chí là có thể trở thành một mâu thuẫn giữa các tập đoàn này với chính phủ của họ. Thế nhưng, giới tư nhân mà đứng đầu là Elon Musk vẫn đang cho thấy khát vọng vô cùng to lớn trong công cuộc chinh phục không gian của mình. Muốn đạt được tham vọng này, Elon Musk phải giải được bài toán là các bãi phóng hoặc đáp tàu vũ trụ vốn đang nằm trong tay của chính phủ Mỹ đầu tiên. Sau đó là các ràng buộc về pháp lý. Đây thực sự là một cuộc chiến thú vị và đáng để chờ đợi. Căn cứ theo tình hình ở trên, rõ ràng rào cản dành cho các đơn vị tư nhân của ngành hàng không vũ trụ vẫn còn rất nhiều các vấn đề về vốn và công nghệ hay mối quan hệ chằng chịt giữa họ và nhà nước, không khác gì một bà mẹ đang bao bọc con mình. Để một mặt, nhà nước vừa muốn họ phát triển, mặt khác tránh họ quá hùng mạnh mà trở thành một thế lực lũng loạn như cách mà SpaceX và Elon Musk đã làm. Rồi còn chưa kể tới việc các cơ chế về luật pháp có liên quan tại nhiều quốc gia và trên tầm quốc tế vẫn còn khá nhiều thiếu sót, thậm chí là đang mâu thuẫn với nhau. Tất cả đang tạo nên không ít cạm bẫy cho các đơn vị tư nhân trong ngành hàng không vũ trụ. Thế nhưng đứng trước một món lợi vô tận từ ngoài trái đất, thêm vào đó là vị thế của các doanh nghiệp và quốc gia đỡ đầu sẽ được nâng tầm hơn một khi đạt được những thành tích mới. Và xa hơn nữa là một sứ mệnh chung trong việc tìm ra một giải pháp nhằm cứu lấy tương lai bất ổn của nhân loại. Tất cả đã khiến cho các quốc gia đi đầu trong ngành hàng không vũ trụ coi việc tư nhân hóa là một giải pháp tuyệt vời để có thể tập trung nhiều hơn nguồn lực trong sứ mệnh này. Và không phụ lòng mong mỏi trên, với hàng loạt các thành công của SpaceX, Blue Origin, Landscape, thì sứ mệnh căng buồm tiến thẳng vào không gian vô tận để thực hiện sứ mệnh sinh tồn và phát triển của toàn nhân loại vẫn sẽ được tiếp tục bất chấp mọi khó khăn và thử thách.